các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì quay cảnh máy DC70 đang thu hoạch lúa ở chợ Ma Dòng Ghiền các bạn ơi. Đây thì mới mở đồng luôn các bạn. Ở đây thì xạ cũng không đồng lọt ha. Cái vụ ba này thì miếng xạ miếng hông các bạn. Mấy miếng này thì ở trong bờ bao nên có xạ lại mà các bạn. Đất thì cũng khá là lầy luôn các bạn ơi. Thời tiết bữa nay thì rất là nắng luôn nha các bạn. Đây là cái chiếc máy kéo thì đang dướng lầy vô đó các bạn ơi. Còn lối nữa thì xong cái miếng ruộng này các bạn ơi. Đây là mấy cậu đó gom lúa không biết kéo vô đường nào ấy ha. Như nguyên cái miếng này như có một cổ nè. Mấy cậu đang cập qua lấy lúa nha các bạn. Thì hiện tại thì đã xong một cái miếng ruộng này. Rồi tiếp tục máy DC70 thu hoạch đồng chợ Ma các bạn ơi. Chợ Ma Dòng Ghiền các bạn. Thì đang thu hoạch cái miếng cặp bờ kênh nha, miếng đất này khoảng trong rồi các bạn. Đất ở trong đây rất là lúng luôn các bạn. Mấy miếng đất này ở trong bờ bao xạ cũng ít miếng rồi các bạn ơi, ở ngoài thì không có xạ.
mình đang đứng nha các bạn, chỗ này mới lúng dữ nè. Máy hiện tại đang chạy đầu kia lại các bạn ơi.